Xin chào tất cả các bạn. Các mẹo mà Nina chuẩn bị chỉ cho các bạn có thể dùng riêng hoặc là dùng chung với nhau tùy theo cái hình dáng mắt của các bạn và tình huống mà các bạn sẽ trang điểm, thì cái đó là tùy thuộc vào bạn thôi. Nina đã trang điểm mặt và chân mày rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ làm mắt nha. Hiện tại thì trên mắt của Nina không có gì cả, chúng ta sẽ bắt đầu với primer. Eye primer là cái mà chúng ta lúc nào cũng cần phải sử dụng khi mà mình đánh mắt, bởi vì như vậy thì nó sẽ giữ cho màu mắt của mình lâu trôi hơn và lên màu cũng đẹp hơn nữa. Sau khi đã có eye primer xong thì cơ bản nhất, đầu tiên chúng ta sẽ lấy một màu sáng có nhũ. Tùy thuộc vào mắt của bạn như thế nào, có một số bạn thì sẽ hợp với màu mát hơn, nhưng mà Nina thì thích cái bầu mắt của mình nó lóng lánh một chút. Ok, xong bước này rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu tạo chiều sâu cho mắt nhé. Tiếp thứ nhất để tạo chiều sâu cho mắt đó chính là dùng màu đen xám. Cái màu đen này nó không có quá đậm, nó có cái độ sheer và một cây cọ góc chéo. Chúng ta sẽ line ở 1/2 mí mắt dưới. Chúng ta sẽ feather out như thế này. Nó để lại cái shadow ở cái mí mắt giống như vậy. Mình sẽ blend ra cũng như vậy ha. Các bạn thấy đó, cái mí mắt dưới của mình thì mình sẽ đi theo nè cái mí mắt dưới đó, xong rồi mình sẽ feather out. Các bạn thấy không, ngay lập tức đôi mắt của mình nó đã được đưa vào trong một chút xíu, nó deep hơn một chút. Sau khi đã nhấn chiều sâu cho bên dưới mắt thì chúng ta sẽ nhấn chiều sâu cho bên trên mắt. Nếu như các bạn có mắt hai mí giống như mình thì rất là dễ, còn nếu như mà các bạn có mắt mí lớn hoặc là mắt một mí thì các bạn hãy dùng tay của mình để sờ trên mắt, tìm cái chỗ mà mắt của mình nó lún sâu vào á, thì chúng ta sẽ tạo chiều sâu ở ngay chỗ đó. Cũng dùng cây cọ góc chéo lúc nãy và một ít phấn đen mà mình vừa dùng xong luôn đó, chúng ta sẽ vẽ một đường ở trên cái chỗ lún sâu của mắt mình. Sau khi mà chúng ta đã có hai đường ở trên như vậy rồi thì mình sẽ dùng một cây cọ nhỏ fluffy một chút và sẽ blend ra để cho nó đừng có bị một cái harsh line. Và nhớ là blend lên trên nha, đừng có blend xuống dưới này. Các bạn có thấy không, bây giờ thì mắt của mình trông đã sâu hơn một chút rồi đó. Tiếp theo, để tạo chiều sâu cho phần bên ngoài và phần hốc mắt thì chúng ta cũng sẽ dùng cây cọ chéo lúc nãy, nhưng mà với một ít phấn nâu, bởi vì màu nâu thì trông nó sẽ tự nhiên hơn với da của mình. Và lúc nãy giờ là mình đã dùng màu đen rồi, cho nên là khi mà dùng màu nâu ở cái phần hốc mắt thì nó sẽ cảm thấy dịu lại chứ không có bị quá harsh, và nó cũng sẽ phù hợp với lại trang điểm tự nhiên everyday wear hơn. Dùng màu nâu này, dùng cái cọ chéo đó, chúng ta sẽ line mắt trên với cái màu nâu, nó không có bị trang điểm quá mức á. Line tới phần phía ngoài này rồi mình sẽ hất nó lên giống như thành một cái cat eye vậy đó. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái cọ dẹt để mình tán ra, kiểu như là không giống như chúng ta vừa kẻ mắt xong vậy đó, chỉ là nó là một cái tất cả đều blend với nhau, thì như vậy mới cảm thấy mắt của mình sâu và tự nhiên. Chúng ta cũng sẽ lặp lại tương tự, lấy phấn nâu line mắt trên. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm cho nguyên cả cái khuôn mắt của mình trông nó sâu hơn. Chúng ta sẽ phải dựa vào cái hàng chân mày của mình. Đầu tiên thì các bạn sẽ lấy một cái cây cọ đầu tròn, fluffy một chút như vậy, và phấn contour. Chúng ta sẽ đi dọc theo phần xương chân mày ở phía bên dưới.
thì sẽ có cảm giác là nguyên cái khuôn mắt của mình nó nằm ở sâu trong hơn. Thì mình sẽ dùng một ít phấn highlight hoặc là phấn cái phấn lúc nãy mà mình tô cái bầu mắt á, cái này, và mình sẽ đi ngay cái phần lên của chân mày luôn. Thì như vậy nó sẽ tạo cái cảm giác chỗ này của mình nó cao và ở đây thì nó sẽ sâu vào. Các bạn thấy cái đôi mắt của mình nó sâu hơn hẳn rồi đúng không? Bây giờ thì chúng ta chỉ cần chút mascara là xong rồi. Ta-da! Bạn thấy đó, nhìn nó có cái definition, nó có chiều sâu và trông nó cũng ấn tượng hơn nữa đúng không? À, để mình chải đầu lại cho ngay ngắn một chút. Thì hãy thumbs up cho Nina, subscribe và Nina sẽ cố gắng ra video đều đặn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau.